Vâng thưa quý vị, như vậy là dịp trở về Việt Nam lần này thì ca sĩ Khánh Ly đã thực hiện được tâm nguyện một chương trình miễn phí dành tặng sinh viên. Chương trình đã tái hiện không gian một thời của những đêm nhạc mà Khánh Ly và cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng hát miễn phí cho sinh viên. Những đêm nhạc mà không được tô son điểm phấn bởi bất kỳ thứ gì, chỉ có tiếng đàn, tiếng hát cất lên từ hai tâm hồn nghệ sĩ đồng điệu. Và sau khi buổi diễn kết thúc thì phóng viên Cuộc sống 24 giờ đã có cuộc trò chuyện với ca sĩ Khánh Ly. Có lẽ với bà không hạnh phúc nào có thể tả xiết khi mà mơ ước ấp ủ của bà đã được thực hiện sau 50 năm. Xin chào ca sĩ Khánh Ly ạ. Được biết là trong cái chuyến Việt Nam về lần này, ngoài cái đêm mà kỷ niệm nhạc Trịnh Công Sơn 15 năm ra thì có một đêm nhạc rất là quan trọng và nó đã ấp ủ của bà khá lâu, đó là đêm nhạc thiện nguyện Trịnh Công Sơn Khánh Ly đời cho ta thế, được tổ chức vào tối ngày hôm qua tại trường Đại học Văn hóa. Vậy cảm xúc của bà bây giờ thì như thế nào ạ? Trong suốt nhiều năm dài, tôi luôn luôn có cái mơ ước được trở lại sinh hoạt với sinh viên và học sinh giống như là ngày xưa. Mình đến với tuổi trẻ là mình mượn cái sức sống của họ, mượn cái tuổi trẻ của họ. Cho nên khi đứng trước các em, tôi có cái cảm giác là tôi trẻ lại. Tôi trẻ lại rất nhiều. Tôi không nghĩ là mình 72 nữa, mà tôi nghĩ là tôi 27 thôi. Và đây là ước mơ đã thành sau 50 năm. Sau cái đêm nhạc tối qua với cả các sinh viên Hà Nội thì bà có đi các tỉnh thành khác với các sinh viên khắp cả nước không ạ? Đó là một trong những cái mơ ước của tôi, được đi đến các nơi. Đây là cái nơi đầu tiên và bây giờ thì chúng tôi đang tiếp tục đi trên con đường đó. Tôi mong các em học sinh, sinh viên ở các nơi đón nhận tôi. Một tôi rất là lớn rồi, rất là lớn tuổi đó, giống như là ngày xưa thế hệ cha anh của các em đã đón nhận tôi. Người ta thường nói là thành công của một người đàn ông thì luôn có bóng dáng của người phụ nữ. Vậy thành công của một người phụ nữ như là cô Khánh Ly đây ạ, thì đằng sau sẽ có một người đàn ông như thế nào ạ? Cuối đời tôi có cái may mắn là được gặp nhà tôi. Dù là nhà tôi bây giờ mất rồi, nhưng mà chính nhà tôi là cái người lo lắng đủ thứ, chỉ để cho tôi có tâm trí hát mà thôi, không phải lo lắng cái gì cả. Nhà tôi thì ông ấy quá thần tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ông quá yêu, quá mê đi. Và nhà tôi thuộc nhạc Trịnh Công Sơn hơn tôi nhiều lắm. Khi nào tôi hát ở ngoài thì anh đứng ở trong, anh hát theo. Rồi có những cái lúc mà rảnh rang thì hai vợ chồng lại nói chuyện về nhạc của ông Sơn để tìm hiểu điều gì ông muốn gửi gắm vào trong nhạc. Rồi tự mình biết lấy, tự mình tìm hiểu chứ không thể hỏi ông Sơn được. Có nhiều cái vui lắm. Cô có một cái chế độ đó là năm xanh năm đỏ để giữ gìn sức khỏe và cái vóc dáng của cô như bây giờ. Vậy cô có thể chia sẻ một chút đấy là cái chế độ gì cho khán giả được không ạ? Tại vì thế này, tôi là người thích ăn những củ độc không à. Thí dụ như đi về Việt Nam thì thích ăn mít chẳng hạn, thích ăn sầu riêng chẳng hạn. Những cái đó nó không có tốt cho cái giọng của mình. Nhưng mà tại vì mình thích thì mình phải ăn thôi. Cái tật tham ăn đâu có bỏ được, phải không? Tại vì tụi tôi cái tuổi này đó là ở bây giờ là 30 một có đó. 3 cao một thấp. Cao mỡ này, cao máu này, cao được và thấp khớp. Bây giờ làm sao để tránh những cái bệnh đó với cái người mà ham ăn như tôi? Thì tôi uống nước trái cây. Em tưởng tượng nếu mà mình bắt mình ăn hết một buổi sáng chừng đó thứ trái cây, em sẽ ăn không được. Ví dụ như một ngày, ngày hôm nay tôi phải ăn 5 cái loại xanh, màu xanh là táo xanh này, dưa chuột này, rồi rau này, rau xanh, nghĩa là đại khái, rồi trái kiwi nữa, 5 thứ xanh. Thì tôi xay lấy nước, rồi qua ngày hôm sau lại ăn 5 thứ đỏ, táo đỏ, carrot, tất cả những cái thuộc màu đỏ, chuối, đại khái như vậy. Đó là những thứ trái cây mà nó giúp cho mình có sức khỏe. Và sáng nào thì tôi cũng dậy để mà làm 5 thứ trái cây. Đó là cái cách mà tôi giữ gìn được cái liều lượng cho mình cho đến tận bây giờ. Vậy sau cái lượt trở về Việt Nam lần này thì khán giả sẽ còn được gặp cô nhiều trong năm 2016 này nữa ạ.
chắc là cũng không nhiều lắm em mà. Em biết là một người ở cái tuổi của tôi mà bay liên tục như vậy đó thì cái vấn đề sức khỏe nó cũng quan trọng lắm. Nhiều khi những chuyến bay nó quá dài, mình không có dễ dàng để mà ngủ trên máy bay chẳng hạn, thì rất là mệt. Nhưng mà thôi, cũng nhờ ăn uống như thế mà có đủ sức khỏe để đến với khán thính giả mọi nơi. Và thấy rõ một điều là sống có tấm lòng và sự tử tế. Đó là cái điều mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để lại cho chúng ta, nhắc nhở chúng ta. Tôi nghĩ là ngoài những điều đó, ông Trịnh Công Sơn, ông không muốn là cái gì khác đâu. Ông chỉ muốn trở thành cái tấm lòng đó. Ông chỉ muốn trở thành cái sự tử tế đó mà thôi. Và trước khi tạm biệt khán giả, thì bà có thể hát một câu đoạn khúc nào? Đừng nghe không? Đừng. để gửi tặng khán giả không ạ? Giờ đây buổi sáng. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Thế thôi. Tôi xin cảm ơn tất cả. Cảm ơn các em. Cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình. Trong buổi nói chuyện hôm nay, nếu tôi có nói điều gì không hài lòng thì xin tha thứ. Bởi vì đối với một người già thì chắc là mọi chuyện cũng đáng được tha thứ. Và tôi xin kính chúc tất cả mọi người bình an trong đời sống và bình an trong tâm hồn. Chúng ta sẽ gặp lại. Xin được cảm ơn cô ạ. Vâng, với những ai yêu mến giọng ca Khánh Ly thì cũng như là những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì đều mong muốn là được nghe và được thưởng thức nhiều hơn nữa. Và chúng ta cùng chúc cho ca sĩ Khánh Ly sẽ có được thật nhiều sức khỏe để bà có thể thực hiện được những ước mơ tiếp theo, đó là hát cho sinh viên tại Đà Nẵng, Huế và Sài Gòn.